Bất động sản nhà bè xin trân trọng kính chào toàn thể quý khách hàng. Hôm nay Bất động sản nhà bè xin kính mời tất cả quý khách hàng sẽ cùng chúng tôi đi tham quan một căn nhà phố tuyệt đẹp nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích rất là lớn, ngang 6 dài 13,5 m, được xây dựng kiên cố với kết cấu một trệt 3 lầu, sân thượng trước sau 4 phòng ngủ, 5 toilet, sân trước nhà đậu xe hơi. Nhà chúng ta có mặt tiền đường là 8 m, do đó hai xe hơi có thể quay đầu thoải mái. Còn đây là vị trí sân trước của chúng ta. Sân này chúng ta có thể đậu xe hơi hoặc nhiều xe máy mà vẫn còn không gian khoảng trống rất là nhiều. Vị trí nhà của chúng ta cách cầu Phú Xuân khoảng chừng 3 km, cách quận 7 chỉ 5 phút đi xe máy mà thôi. Nhà nằm ngay khu dân cư hiện hữu. Hẻm của chúng ta là hẻm xe hơi đậu trước nhà, có thể quay đầu thoải mái, cho nên quý khách hàng rất là thuận lợi cho việc di chuyển lưu thông đi các quận của gia đình mình. Hiện tại thì căn nhà phố này chúng ta có thể vừa ở hoặc vừa kinh doanh, mua bán hoặc mở văn phòng công ty, văn phòng đại diện rất là phù hợp. Bởi vì xung quanh rất là nhiều tiện ích như là Bách Hóa Xanh, Thế Giới Động, ngân hàng Agribank, nhà thờ, trường học, cây xăng Petrolimex. Với diện tích rất là rộng, 6 x 13,5 m, 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 toilet, sân thượng trước sau, phòng khách, bếp, thì căn nhà này rất là phù hợp cho gia đình đông thành viên. Đây là một căn nhà có vị trí rất là đắc địa. Và điều tiếp theo nữa là đường trước nhà của chúng ta rất là rộng và thoải mái, chúng ta có thể có hai xe hơi qua lại vô tư. Cho nên đây là một trong những căn nhà rất là đẹp và có giá trị, mà giá cũng rất là hợp lý để cho tất cả chúng ta có thể đến tham quan cũng như sở hữu cho mình một căn nhà có diện tích là ngang 6 dài 13,5 m này. Ở tại thị trấn Nhà Bè mà chúng ta kiếm một căn nhà phố hẻm xe hơi diện tích ngang 6 mét trở lên thì thực sự là tại thời điểm này đang rất là khan hiếm. Vì vậy cho nên nếu chúng ta đang có tầm tiền khoảng từ 6 đến 7 tỷ mà để mong muốn sở hữu một căn nhà phố hiện đại đẳng cấp bậc nhất và đầy đủ nội thất mà giá cả hợp lý thì đây là sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Nhà của chúng ta có cửa chính và cửa phụ, do đó rất là phù hợp trong việc kinh doanh, mua bán hoặc đơn giản chỉ để mở văn phòng công ty. Kết cấu của căn nhà này cực kỳ là chắc chắn với nền móng bê tông vĩnh cửu, được xây dựng một trệt 3 lầu, sân thượng trước sau 4 phòng ngủ, đều có cửa sổ đón gió, có 5 toilet riêng biệt từng phòng với view ban công rộng thoáng, bố trí trang thiết bị hiện đại, cho nên quý khách hàng chỉ cần xách vali vào và hưởng thụ ngay. Nhà có sổ hồng riêng có thể hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 80% giá trị của căn nhà cho quý khách có nhu cầu. Do đó quý khách nào muốn sở hữu cho mình một căn nhà phố hiện đại đầy đủ nội thất thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng tới tham quan chi tiết của căn nhà. Quý khách cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào nút like để có thể xem thêm những căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất động sản Nhà Bè. Hoặc quý khách cũng có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay trong thời gian sớm nhất. Nhà của chúng ta có giếng trời, do đó sẽ lấy ánh sáng và không khí trực tiếp từ bên ngoài vào, tạo cho cảm giác thoáng cũng như là tràn ngập ánh sáng. Do đó ban ngày quý khách hàng không cần phải mở nhiều điện, nhưng mà nhà của chúng ta vẫn rất sáng. Còn đây là khu vực phòng bếp. Phòng bếp của chúng ta được thiết kế rất là hiện đại, do đó tạo cho các thành viên trong gia đình cảm giác rất là thoải mái mỗi khi sum vầy cùng với gia đình và bạn bè. Hiện tại căn nhà này đang được rao bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn là 5 tỷ 800 triệu đồng, vẫn còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Nhà có sổ hồng riêng có thể hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 80% giá trị của căn nhà cho quý khách có nhu cầu. Do đó quý khách nào muốn sở hữu cho mình một căn nhà phố hiện đại đầy đủ nội thất thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng tới tham quan chi tiết của căn nhà. Quý khách cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào nút like để có thể xem thêm những căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất động sản Nhà Bè. Hoặc quý khách cũng có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay trong thời gian sớm nhất. Với kiểu thiết kế mang phong cách hiện đại thì căn nhà này phù hợp với mọi lứa tuổi và từng thành viên trong gia đình. Vị trí nhà của chúng ta cũng rất là gần trung tâm thành phố, cách quận 7 chỉ tầm khoảng 5 phút xe máy, cách chợ Bến Thành khoảng 20 phút mà thôi. Căn nhà của chúng ta được xây dựng kiên cố với kết cấu một trệt 3 lầu, sân thượng trước sau 4 phòng ngủ, 5 toilet, sân đậu xe hơi.
Nhà chúng ta có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, đang được rao bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn là 5 tỷ 800 triệu đồng vẫn còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Quý khách hàng sở hữu căn nhà này sẽ được chủ nhà tặng toàn bộ nội thất hiện tại đang có trong nhà. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý khách hàng sẽ lên tham quan tầng 1 của căn nhà, gồm có hai phòng ngủ trước và phòng ngủ sau. Nhà chúng ta gồm có 4 phòng ngủ và 5 toilet. Đây là phòng ngủ phía trước. Tất cả các phòng ngủ đều được trang bị giường nệm, máy lạnh, tủ. Với cái không gian của cái phòng ngủ rất là rộng và thoáng như thế này thì quý khách hàng sẽ rất là dễ dàng tự tay thiết kế cho mình một cái phòng ngủ riêng biệt theo sở thích của từng thành viên trong gia đình. Còn đây là khu vực phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh của chúng ta được ốp gạch từ trần lên tới sàn cho nên rất là dễ dàng lau chùi cũng như là tránh những cái mảng bám rong rêu lâu ngày sẽ bám vào tường gây rất là khó chịu. Bây giờ chúng ta tiếp tục tham quan phòng ngủ thứ hai. Thì với cái phòng ngủ thứ hai này cũng được trang bị full nội thất giống như phòng ngủ đầu tiên, gồm có giường, bàn, tủ, quần áo, máy lạnh, rèm cửa, vân vân. Nhờ đó với khách hàng chỉ cần xách vali vào và hưởng thụ ngay. Ban công rất là rộng và thoáng, từ đây quý khách hàng có thể nhìn bao quát khu vực vị trí mà mình đang đứng. Đây là khu vực nội bộ rất là an ninh yên tĩnh. Để vào được khu này chúng ta phải qua hai chốt bảo vệ, chốt trực 24/24. Do đó với khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về cái khu vực mà mình đang ở. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua tham quan tiếp căn phòng thứ hai. Nối giữa hai phòng là một hành lang rất là rộng, do đó với khách hàng sẽ rất là thoải mái trong việc di chuyển qua lại giữa các phòng. Ở mỗi phòng đều có toilet riêng biệt, do đó rất là thuận tiện trong việc sinh hoạt giữa các thành viên trong gia đình. Mỗi phòng đều có cửa sổ và ban công lấy ánh sáng cũng như là không khí từ bên ngoài vào, giúp cho không khí được đối lưu cũng như là ban ngày chúng ta sẽ tiết kiệm điện bởi vì ánh sáng tràn ngập vào trong nhà. Chúng ta không cần phải mở nhiều đèn mà vẫn sáng. Đây là phòng thứ 3 của tầng thứ 2. Phía trước nhà chúng ta có một con đường rộng 8m, do đó xe hay xe hơi có thể qua lại quay đầu thoải mái. Nhà chúng ta có một gara đậu xe hơi, do đó rất thuận tiện cho quý khách hàng cần nơi để xe của gia đình mình. Với diện tích mặt sàn là 80m², diện tích sử dụng là 240m², thì đây là một căn nhà rất là phù hợp cho những gia đình đông thành viên. Quý khách hàng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Nếu quý khách hàng quan tâm về căn nhà này, xin hãy vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đến xem căn nhà này một cách chi tiết nhất. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi tham quan sân thượng của căn nhà. Nhà của chúng ta có sân thượng trước và sau rất là rộng rãi. Ở giữa chúng ta có một cái phòng thờ, hoặc chúng ta có thể đơn giản để làm một cái phòng khách nho nhỏ. Đây là sân thượng phía trước nhà của chúng ta. Với diện tích chiều ngang rất là rộng thì chúng ta có thể cải tạo khu vực này làm một cái tiểu cảnh hoặc là một cái hồ nông bộ mini rất là đẹp.
vào những lúc chiều tối hay là bình minh mà ban ngày chúng ta lên đây tập thể dục cũng thực sự rất là tốt cho sức khỏe. Với diện tích rất là lớn, ngang 5 dài 16, được xây dựng kiên cố 1 trệt 3 lầu, sân thượng trước sau, 4 phòng ngủ, 5 toilet, sân đậu xe hơi, sổ hồng hoàn công đầy đủ. Với giá bán hiện tại là 5 tỷ 800 triệu đồng, thì đây chắc chắn là cơ hội tốt để chúng ta sở hữu một căn nhà tuyệt vời này. Nhà có sổ hồng riêng có thể hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 80% giá trị của căn nhà cho quý khách có nhu cầu. Do đó, quý khách nào muốn sở hữu cho mình một căn nhà phố hiện đại, đầy đủ nội thất thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng tới tham quan chi tiết của căn nhà. Quý khách cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào nút like để có thể xem thêm những căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Hoặc quý khách cũng có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay trong thời gian sớm nhất. Nếu như quý khách hàng muốn sở hữu ngay cho gia đình mình một căn nhà phố tuyệt đẹp này, xin hãy vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909076085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đi xem căn nhà phố tuyệt đẹp này hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video clip này của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào quý khách hàng và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.